Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một video hướng dẫn sử dụng và các hiệu chuẩn của cân kỹ thuật Vibrasinco model SG6002CA. Đối với dòng cân này có tải trọng mắc là 6.200g, bước nhảy 0.01g, được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là dòng cân chính hãng nên là có độ chính xác và độ ổn định rất cao. Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng bước hiệu chuẩn. Đầu tiên các bạn lưu ý phải chỉnh cân bằng của giọt nước vào giữa. Sau đó các bạn giữ chặt phăn. Cân dây phím can. Các bạn lưu ý đến đây các bạn sẽ phải ấm lần lượt nút phăn, nút zero bằng thao tác như này. Các bạn chờ. Đến đây cân hiện thể hiện on S5. Các bạn cho quả tải. Tôi sẽ cho tải là 2 kg. Cân sẽ nhận tự động nha các bạn. Như vậy là quá trình hiệu chuẩn đã xong. Ở đây chúng tôi có rất đầy đủ các quả chuẩn từ to đến bé để kiểm tra lại độ chính xác của cân. Đối với những cân mà khi hiệu chuẩn xong có bức nhận có thể bị âm, các bạn ấn vào zero. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra lại. Có thể dùng quả nhỏ hơn. Đây là bộ quả chuẩn tiêu chuẩn F1 nha các bạn. Như vậy là cân đã cho ta một chỉ số rất chính xác và quá trình hiệu chuẩn cũng đã hoàn tất. Trong quá trình các bạn hiệu chuẩn có thể gặp những khó khăn là không hiệu chuẩn được, hoặc là không biết cách hiệu chuẩn, hoặc là không có dụng cụ để hiệu chuẩn. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0989 540 879. Chúng tôi có thể gửi cho các bạn những quả mẫu tiêu chuẩn để cho các bạn một cách nhanh nhất để các bạn có thể hiệu chuẩn được cân. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.